chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Esmero. Trên màn nhỏ của quý vị đó là combo xử lý âm thanh của thương hiệu TD Acoustic, và Esmero hân hạnh được nhận một đơn hàng của anh Dung. Anh có địa chỉ tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Anh đã lựa chọn combo 3 sản phẩm của thương hiệu TD Acoustic và em xin phép được kể tên dưới đây. Đó là một cục đẩy TD Acoustic LA650G sử dụng 24 Toshiba nhập khẩu và công suất một vế là 650W, có thể đánh vào được hai cặp loa bass 25 hoặc là một cặp loa bass 30. Thưa quý vị, sản phẩm 650G này thì là một sản phẩm mà mới ra mắt năm 2020, đâu đó tầm khoảng tháng 5 hoặc tháng 6. Tiếp theo đó là một chiếc nâng tiếng TD Acoustic CP800 Ultra, một phiên bản mới nhất, một phiên bản chính hãng của thương hiệu TD Acoustic mà ở trong đó được trao chuốt rất nhiều các cái tính năng hiện đại. Và cuối cùng đó là một chiếc Vanker Live số TD Acoustic T8 Ultra Blue. Xin mời cameraman quay gần hơn một chút để chúng ta cùng review về sản phẩm này. Và sản phẩm mà chúng tôi muốn nói đến đó là một chiếc Vanker mà ở trong đó được tích hợp những tính năng hiện đại nhất, được CEO, giám đốc của công ty TD Acoustic rất là trao chuốt đến từng chi tiết linh kiện. Đó là một chiếc Vanker Live số, nó giữ lại những tính năng cơ bản của Vanker, đó là dễ chỉnh và có thể là tối ưu cái chip IC số để cho hát hay như vang số. Thưa quý vị, chiếc Vanker T8, một sản phẩm luôn cháy và luôn hot hàng. Và vừa rồi là phần review tổng quan combo xử lý âm thanh gửi anh Dung. Vì sao em ơi, làm sao biết được tình yêu cháy đang con tim hoang mang lầm lỡ trao. Niềm riêng không nói, nhìn em với người, vì anh đến sau nên ông thương đau giờ trách ai. Nụ cười em trên mông, đôi mắt long lanh như sao trời, là phải đâu trong lòng riêng anh mà tiếc. Đừng buồn chính tôi ơi, khi giấc mơ chia xa đôi đời. Vì sao anh luôn yêu em thôi, vì sao anh còn tìm chỉ có em. Gần bên em anh đâu nào đâu cần biết chi. Vui trong tiếng yêu đây nào đâu chỉ có em. Anh đã từng không lần yêu, đã yêu không có lần con tim dài khờ. Anh hỏi lòng sao còn mong nhớ mong cho dấu tình trao em buồn mà. Vì sao em ơi, làm sao biết được tình yêu cháy ngang con tim hoang mang lầm lỡ trao. Niềm riêng không nói, nhìn em với người, vì anh đến sau nên ông thương
nụ cười em trên môi, đôi mắt lấp lánh như sao trời, là phải đấu cho anh riêng anh mà tiếc ngờ. Đừng buồn chỉ tôi ơi, khi giấc mơ chưa xa đôi đời, vì sao anh luôn yêu em thôi, vì sao anh còn tìm chỉ có em. Một hai ba bốn năm sáu văn chương. Và vừa rồi là phần sơ lược review về những sản phẩm trong bộ dàn xử lý âm thanh của anh Dung. Và anh Dung và quý vị và các bạn lưu ý với cấu hình ba thiết bị như thế này thì anh Dung có thể đấu nối với hai cách dưới đây. Anh có thể đấu là từ TV xuống con vang, vang xuống nâng tiếng và nâng tiếng xuống cục đẩy. Hoặc anh đấu từ TV xuống nâng tiếng xuống vang, vang xuống cục đẩy. Hai cách đó. Thì hai cách này thì chúng ta có thể hiểu nôm na là như thế này. Cách thứ nhất thì anh đấu từ TV xuống con vang, đó, vang xuống nâng tiếng và nâng tiếng xuống đẩy. Như vậy là cả tiếng mic, cả tiếng nhạc anh đều cho qua nâng tiếng. Nhưng mà cái sản phẩm này, cách đấu nối này anh cho qua nâng tiếng thì chất âm nó rất là hay, khuếch đại được cả mic cả nhạc. Nhưng mà có một lưu ý nhỏ, đó là nó hơi bị rú rít một chút. Nếu mà bị rú rít thì anh có thể là vận nhỏ cái chép ở cái phần chép mic này đi anh nhé. Và tiếp tục đó là giảm phần chép của nâng tiếng này đi. Đó, như vậy thì nó sẽ khắc phục được cái lỗi rú rít anh nhé. Anh chỉnh chi tiết một chút cho hài hòa bộ dàn, làm sao mà tiếng nó vừa thanh mà vừa không bị rú rít anh nhé. Anh hiệu chỉnh, anh chỉ chỉnh 3 nút ý là có thể là can thiệp được vào cái hệ thống rú rít feedback anh nhé. Còn cách thứ hai thì nó sẽ đỡ rú rít hơn rất nhiều. Nhưng mà cái nhiệm vụ của nâng tiếng khi đấu bằng cách đó thì nó chỉ qua chỉ lưng được tiếng nhạc thôi anh nhé. Đó là cách đấu thứ hai, đó là từ TV xuống con nâng tiếng xuống vang và vang xuống cục đẩy anh nhé. Như vậy thì anh chỉ nâng được tiếng nhạc không thôi, còn tiếng mic thì nó sẽ đi trực tiếp vào con vang và xuống giữa cục đẩy và phát ra hai loa luôn anh nhé. Hai cách đấu nối đấy thì anh có thể linh hoạt, và em sẽ đưa cho anh đầy đủ dây dắt để anh có thể thay đổi cách đấu nối làm sao cho phù hợp với không gian phòng, và đặc biệt đó là phù hợp với phong cách nghe của anh anh nhé. Nhiều anh em lại thích là tiếng mic trong trẻo và chỉ muốn mic mộc đấy, không cho mic qua nâng tiếng đó. Đấy là tùy cách chơi của mỗi người anh nhé. Còn đâu là gặp vấn đề rối rít thì anh có thể hiệu chỉnh theo 3 nút mà em đã hướng dẫn ở phần đầu phần review anh nhé. Rồi, và anh lưu ý nhỏ đó là trên mặt màn hình của nó ấy, thì các mặt của sản phẩm ấy, thì có 3 nút lưu ý ở trên con vang. Thì mặc định là cái cục đẩy này thì anh sẽ để hướng 12 giờ rồi. Tắt bật mở đi thì anh phải vận nhỏ cái volume nhanh nhé, cho tránh trường hợp bụp lên loa anh nhé. Còn khi nào mà anh dùng ấy, thì anh tiếp tục lại vận lên anh nhé. Đó. Còn tắt thì anh phải tắt đi. Tắt thì anh vận nhỏ đi. Đó, xong rồi mới bật lên. Rồi. Và tiếp theo đó là anh lưu ý phần volume to nhỏ của mic này, volume to nhỏ của nhạc này. Đó, volume to nhỏ của vang vọng này anh có thể là hiệu chỉnh hài hòa này anh này. Đó. Làm sao cho hợp lý, làm sao cho phù hợp với không gian và cái chất giọng của anh. Đó, tùy từng bài hát khác nhau thì chúng ta có thể sử dụng hai nút mic và nút nhạc to nhỏ khác nhau nhé. Còn em giới thiệu sơ lược qua về chiếc vang cơ, các nút quan trọng trong chiếc vang cơ lai số này. Nút FBE này là nút chống hú này anh này, thì anh có thể bấm ra bấm vào để tùy thuộc phong cách này. Anh nhả ra thì là nó không chống hú, anh bấm vào là nó chống hú anh nhé. Mic center là nâng tiếng này anh này, anh bấm vào thì kích hoạt nâng tiếng của cái dàn mic này anh này. Đó, và nâng tiếng, qua nâng tiếng hay không qua nâng tiếng là anh bấm nút này hộ em nhé anh nhé. Đó, còn đó là nút này là chỉnh pad này, nút này chỉnh giọng ca này, nút này chỉnh âm sắc này, nút này chỉnh chép này anh này. Anh lưu ý chỉnh channel 1 và channel 2 giống nhau nhé. Đó, và bộ mic ở phía trên đó là mic Midsound M550i, một sản phẩm mà thuộc thương hiệu Midsound, một công ty chuyên mic. Sản phẩm này thì hôm tới em sẽ review để quý vị có thể tham khảo.
Và rồi và chúng ta đã đến với phần review nhanh qua về bộ dàn xử lý âm thanh của anh Dung. Và video này rất là nhanh thôi để cùng gửi đến anh em. Và video này rất là nhanh thôi để quý vị và các bạn đỡ mất thời gian, vì sản phẩm này thì nó rất là thịnh hành và rất là thông dụng rồi. Và bây giờ em sẽ quay ra sau để anh Dung có thể nhìn thấy cách đấu lối, cách ghép lối với bộ dàn này. Đó. À, quý vị có thể nhận thấy và anh Dung có thể nhận thấy là phía sau dốc đồ lối thì em đang đấu với sơ đồ thứ hai, đó là từ TV này anh này, từ TV vào thẳng con nâng tiếng, TV vào thẳng nâng tiếng và hai dây của nâng tiếng, đó hai dây có nghĩa là cổng xanh xanh này anh này, đó hai cái dây cổng xanh xanh này, đó thì anh đấu vào cái đường AUX của con vang và tiếp tục cái đường ra của con vang này, ML và MR này, đây này hai lỗ ra này anh này. Anh sẽ cắm xuống cục đẩy nhé. Còn đâu dây loa thì đây rồi, chắc chắn rồi. Anh sẽ đấu vào thẳng trực tiếp đây luôn, trực tiếp cọc loa này luôn. Đó, các cái phía, các cái gạt phía dưới thì em đã gạt sẵn rồi, hiệu chỉnh rất là ok rồi. Anh có thể làm theo. Anh cứ để nguyên anh nhé, anh cứ để nguyên. Rồi và đây là một video rất là ngắn thôi để cùng review về bộ xử lý âm thanh TD Acoustic của anh Dung. Anh có thể, anh có địa chỉ tại Hoàng Mai, Hà Nội. Và ngay sau đây thì Esmero xin dừng video tại đây để tiếp tục đóng hàng và gửi đi cho anh em trên thanh toàn quốc. Bây giờ cũng là rất là muộn rồi. Và video này thì có thể là ngày mai mới phát sóng cơ. Và em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn tin tưởng ủng hộ và theo dõi video của Esmero. Esmero hứa hẹn thời gian tới sẽ ra rất nhiều video để cùng review đến quý vị và các bạn những sản phẩm âm thanh, những thương hiệu thịnh hành và cùng với đó là những sản phẩm thuộc thương hiệu TD Acoustic, một thương hiệu đang thịnh hành hiện nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Và vừa rồi là những đoạn video để lắp đặt và bàn giao bộ dàn karaoke, và có rất nhiều bộ dàn karaoke khác với những phần quà hấp dẫn có tại Esmero. Quý vị có thể xem thêm tại phần bình luận phía dưới hoặc trên website esmero.com.vn hoặc các kênh mạng xã hội như Facebook, YouTube với các tên gọi đó là Esmero. Quý vị có thể nhập vào các cái thông tin, các cái thanh công cụ tìm kiếm đó là Esmec Audio, nó sẽ ra website của Esmec và các cái kênh YouTube của Esmec. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.